bánh đồng xu hot trend đi. Ai bánh đồng xu hot trend nào? Bánh đồng xu thơm ngon dẻo dẻo. Bánh đồng xu hả? Bánh đồng xu hot trend. Ha, không ăn hơi phí, ăn vào là hết à. Bánh đồng xu hả? Em mời chị đẹp ăn ba. Em cảm ơn, đang đói, chị tâm lý thật. Ai hốt mà. Hả? 100k một cái bánh. Đúng rồi chị đẹp à. Bánh giác vàng à. À đúng vậy thôi đi. Nè nè nè, tao đây chưa ăn, chị mới liếm thôi. Chị mới liếm thôi. Này, con kia, mày liếm hết vị ngọt của cái bánh này rồi. Rồi tao bán cho ai hả? Đây mới nếm được xíu vị trên đầu lưỡi thôi đó mà. Hả? Có ngon lành gì đâu. Gì đây? Mày định bùng tiền của bà mày hả? Quái vật á. Dám bắt hạt con gái nhà là sao? Đừng mà, đừng mà. Cô gái, cô thích ăn bánh kia đúng không? Em thích ăn bánh nhân nhân có ăn. Xin nha. Đi thôi. Anh ơi, bánh ngon quá. Em cứ ăn nhiều vào, hết anh lại mua cho. Cảm ơn anh. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hay là mình cưới nhau nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em hết quãng đời còn lại. Em đồng ý. Nhưng mà anh chưa có tiền mua nhẫn kim cương cho em. Anh chưa có vốn để ổn định sự nghiệp. Anh không có tiền á. Để làm ăn à. Đúng rồi. Để em lo cho. Cầm ở đây nhé. Rượu làm bạn với ta, ta làm bạn với rượu. Rượu mới làm ta vui. Dượng ơi, Dượng à, đứa nào gọi tay vậy? Suốt ngày rượu với chè. Mà thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy bán nhà. Thôi, cố gắng. Tan nát đời bố để củng cố đời con. Chỉ vô đây. Cảm ơn Dượng nhé. Con là tương lai. Dượng ngủ ngon. I love you. Sao lâu thế nhở? Anh ơi, đây là giấy bán nhà của em đấy. Bố em chờ để các con củng cố tinh thần làm ăn. Anh sẽ chăm lo cho em cả đời. Nhớ đó nha. Em đi vào đây. Em cứ chơi tất cả các cầu trượt ở đây đi. Bây giờ anh đi ký hợp đồng, xong mình sẽ thành tỷ phú. Tỷ phú. Em chơi đi nha. Cho em nha. Anh đi nha. Đúng là ngu ngốc. Vui quá. Vậy bán nhà đây rồi. Đem vào cho chủ nhân thôi. Thưa chủ nhân, vậy bán nhà của con Cám đây ạ. Tốt lắm. Còn con bé thì tuân lệnh thưa chủ nhân. Còn tên Dượng à. Đi, rõ. Rượu đâu rồi? Cái gì ngọt thế nha. Như người yêu ấy. Đứa nào trêu tao vậy? Ôi dồi. Này, sao mấy đứa chúng mày lại ở nhà tao? Hả? Hả? Nhìn đi. Hả? Sao lại là giấy bán nhà? Chúng mày lừa tao hả? Nhà này bị con Cám bán rồi. Cái gì? Không thể nào. Đi không đâu. Nhanh lên. Đi. Biến đi. Đi chỗ khác đi. Nhà này là nhà của bọn tao. Không. Làm sao là của chúng mày? Nhà của tao á. Mày vẫn còn ngoan cố hả? Để
em. Không ta sẽ bắn chết. Không ta sẽ bắn chết. Ai đấy? Ngươi đừng có manh động đấy. Là ai không quan trọng. Bảo lính của ngươi mau dừng tay lại. Nhanh, nhanh. Chúng mày dừng tay lại. Bảo hai tên lính đánh nhau. Ngươi định làm gì? Nhanh. Chúng mày đánh nhau. Sao lại vậy hả? Nhanh. Vậy dạ. Cô gái, cô bị làm sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không?
Cô ơi, cô cứu tôi. Hả? Gương mặt này sao lại giống mình như vậy? Hoa ư? Xin cô hãy chăm sóc ta. Như vậy ta mới sống lại được. Chăm sóc á? Được, vậy thì ta sẽ giúp cô. Mau hồi phục lại nha. Tấm, sao nàng lại mất công chăm sóc bông hoa đã héo này vậy? Đây không phải là bông hoa tầm thường đâu. Chàng cứ đợi rồi sẽ biết. Cứu tôi với. Con châu chấu này nó cắn tôi. Đau quá. Bông hoa biết nói. Cái bạn châu chấu này thật là bất lịch sự quá đi. Tự nhiên lại đi cắn bông hoa. Cái gì vậy trời? Tấm ơi, bông hoa này thần kỳ vậy. Nàng đừng để dưỡng với em cá biết, không là phiền phức lắm đấy. Ai kêu ai chẳng uống rượu, mà đã uống rượu là phải say. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Hello. Đây, hai đứa tụi bay có cái gì giấu giấu giếm giếm mà cứ mập mờ thế nhờ? Hay là vỡ nợ rồi, bán nước lấy tiền chơi xổ số hả? Bọn con không có gì cả, đang nghiên cứu về bọn cướp. Dạo này nhiều cướp lắm, dân toàn báo bị mất đồ thôi. Hả? Ôi dồi ôi, số vàng vừa qua ăn trộm, anh nhầm. Số vàng vừa qua ăn trộm, anh nhầm. Về nhanh để mất đồ. Đi nha. Tí nữa thì lộ. May quá. Trang Dương, em gái, sao lại chơi bọn con? Thì sao Trang đào xuông mà cũng sợ. Hóa ra là bông hoa đẹp. Ôi cái tay ra. Hai người quá đáng vừa thôi. Thôi, dựng cái em cám đi về đi. Đúng rồi đây, chả làm được gì tốt cả. Suốt ngày đi phá hoại. Dựng ai con tao. Mày nhớ cái mặt tao đi. Nhớ, đi về. Nhớ mặt em nữa. Đi. May quá, bông hoa không rơi vào tay họ. Thôi nàng ở đây trong, để ta đi lấy nước nha. Chàng đi đi. Này bạn ơi, tí tan ca anh em mình đi nhậu cái gì cay cay nha. Ok luôn. Này. Hai đứa chúng mày tránh ra cho thượng đế bọn ta vào. Vẫn bọn này to gan ghê nha. Búp bê. Cụp cái pha xuống. Chị bảo em cụp á? Em cụp luôn. Em cụp luôn. Em chào chị. Các ngươi tới đây có việc gì không? Bỏ đi. Em nghe nói chị là ngôi sao sáng to nhất cái làng này. Thế mà anh Hoàng với chị Tám bảo chị không ra một cái nước gì hết. Không làm được việc gì. Toàn nghe chị là việc ác thôi. Nó còn bảo chị mắt thì to, mồm thì rộng. Mắt thì to, mồm thì rộng. Mũi thì đẹp. Nếu mà solo với nó, nó cho chị thằng con kiến luôn. Cái cấu tạo mắt chị có sao á? Nhìn giống con á. Dám nói thế sao? Chà thế thì sao? Ôi trời ơi, lính đỡ. Theo ta. Đi đi. Đấy gọi là ném đá dấu tay. Ai bảo cứ kiếm chuyện với bọn mình. Đi học Dương ơi. Đi. Tấm ơi, nước này. Anh Hoàng. Là ai? Có sao không? Ai đánh ta? Búp bê, ta có thù oán gì với cô mà cô lại đánh ta? Cô là đồ độc ác, xấu xa vừa thôi chứ. Đi thôi nè. Cẩn thận. Cô định làm gì? Có thể, cô thích trồng hoa lắm nhỉ? Không. Đây, mau trả tao bông hoa. Đấy, tôi chưa cái tội dám chọc tức bố con mình. Nhưng mà con thấy hơi quá đáng ấy. Không sao. Nó trông cũng đẹp đấy, nhưng tiếc là... Con. Thế là tan đời nhà hoa rồi. Tình còn ta nữa hướng gì hoa. Không chỉ hoa đâu, mà còn các ngươi nữa đấy. Buông ta ra. Buông ta ra. Hoa ơi, ta xin lỗi ngươi nha. Lính đỡ. Dạ. Tâm. Buông ta ra. Anh Hoàng, xin cô tha cho bọn ta. Ta cầu xin cô. Gì đây?
cái quái gì vậy? Ta sẽ tự tay tiêu diệt. Bông hoa xanh, ngươi đã tái sinh lại rồi sao? Vậy thì để ta. Búp bê à, cô có muốn làm việc ác nữa không? Bobby, ta xin cô đấy. Mommy Longlegs là ngươi sao? Hả? Tâm, cẩn thận. Này, này. Thôi, đi ra đi. Không, đi ra ngoài cho họ đánh nhau. Tâm, đi. Đúng vậy, ta xuất hiện để khai trừ ngươi. Mau chết đi. Ngươi mau chịu chết đi, Mommy Longlegs. Ngươi sẽ không đánh bại được ta đâu. Mau đầu hàng đi. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Lâu không gặp, cô vẫn như vậy. Nếu đã ngang tài ngang sức như thế này thì cô có dám chấp nhận thử thách khác của ta không? Căng thế nhờ. Dừng ai, chưa. Con phải lên giúp Tâm. Này, mày mà lên là mày chết đấy. Cứ phải từ từ chứ nhỉ. Được thôi. Thử thách làm bánh sầu. Đúng vậy, bánh của ai ngon hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Vậy thì bắt đầu thôi. Các bạn ơi, để làm được chiếc bánh, đầu tiên chúng ta phải đổ bột mì vào tô nha. Loằng qua loằng ngoằng, để xem cô làm được trò trống gì. Tiếp theo chúng ta sẽ đập trứng vào nha. Kế đến là cho đường. Nhớ là phải đảo đều nha các bạn. Tiếp theo chúng ta cho thêm một tí nước. Cô cứ đứng đó mà khoanh tay đi. Rồi đến lúc thua cuộc, đừng trách ta không nhắc trước. Cô cứ lo phần của cô đi. Giờ thì đến lượt ta. Tại sao cô lại dùng hết thuật chứ? Người đâu có ra luật, ta thích làm gì kệ ta. Đơn giản, lại còn nhanh gọn. Lính đỏ, mang đi nướng, nhớ thêm nguyên liệu vào. Vâng. Rồi chiếc bánh của mình sẽ ăn nước của ta thôi. Chủ nhân ơi, bánh nướng xong rồi đây ạ. Wow. Ngươi cũng nhanh đấy. Nhưng mà ta xong rồi. Giờ thì thưởng thức với nhau. Được thôi. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi đã làm chưa đấy? Chủ nhân yên tâm, ăn vào chỉ có... Ngươi làm bánh cũng được đấy. Chuyện này là sao? Em không biết. Còn bây giờ mời ngươi thưởng thức bánh của ta. Được thôi. Ba, hai, một. Sao đau vậy? Thế này? Lính đỏ. Sao ta đau bụng thế này? Bobby, cô đã làm gì với chiếc bánh này hả? Hay lắm. Gậy ông, đập lưng ông thôi. Thôi. Chuyện này là sao? Thế, để tao kể cho mày nghe. Thế đi con gái. Bobby à, ta sẽ cho người nếm mùi. Hả? Hoàng thượng, định làm hại tấm nhà ta. Dượng, còn lại trong sự nhờ dượng nhé. Ok. Chuyện là vậy đấy. Thế xịn không? Nhưng mà tại sao bánh của tấm lại làm ta đau bụng vậy? Thế thì ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Tấm ơi, nàng dùng chiếc bánh này, ta đã cho thuốc sổ vào rồi. Ta đã cho thuốc sổ vào rồi. Yên tâm. Hả? Tại sao mình lại dám như thế? Nàng cầm đi. Nãy họ cũng định chơi xấu nàng đấy. Thế nào, ngươi còn muốn đấu với ta nữa không? Các ngươi thông đồng với nhau hãm hại ta. Các ngươi hãy đợi đấy. Thế là chịu thua rồi à? Thua rồi đi cho đỡ quê. Nàng có làm sao không? Ta không sao. Cảm ơn Dượng và em cám nhiều nha. Không cần cảm ơn đâu. Còn cái này nè. Hiểu biết nhau. Con biết rồi. Tí về con chuyển khoản cho. Nhớ banh đi nha. Cái con này, đi về. Nhớ nè. Đấm đi nè. Ui giời ơi. Mày ngồi thẫn thờ cái gì đây? Mẹ nhìn nè, đẹp không? Anh Hoàng mới mua tặng con.
con á. Lớn rồi còn chơi gấu bông. Bây giờ á, đi vào rừng hái quả với mẹ. Nhanh lên, đi. Úi giời, em đi nhanh lên. Lê ơi, Lê rơi bị bà. Bà để bà hửi với bà Hồng ăn. Tụt. Ngoan, nựng nựng, chị không ăn đâu. Ôi trời ơi. Ủa mà, chị Lê đâu? Mà ngon. Tao đã dặn mày không được ăn cũng được đó mà. Chưa chưa. Để mẹ. Ui. Vào chưa. Thế giờ con dám ăn vụn nữa không? Con chưa. Không ăn vụn nữa. Lại ăn. Đi tìm quả tiếp đi mẹ. Đi. Khu rừng to như này tìm đâu ra được trái cây nha. Đúng là khó thật mà. Xuất phát mày. Quả ơi, em đâu rồi? Xuất hiện đi. Cho chị nghĩ một cái thôi mà. Im lặng, đi theo ta. Đi cả buổi chả có quả nào. Thế mà mẹ bảo nhiều lắm. Nhiều quá có mà nhiều cây nhiều lá. Làm gì có quả. Thế mày vừa tống cái gì vào mồm đấy hả? Ăn rụng cả răng cơ. Cả rừng có một quả là do ánh mắt tin tưởng của con mới bắt được quả duy nhất. Mà không biết chị Tám hái được quả nào không nhờ. Hay là đang ngồi chơi rồi đi ngủ hả mẹ? Ừ đấy, mày nhắc mẹ mới nhớ. Không biết nó làm ăn sao rồi. Đây con cầm cho. Tâm ơi. Tâm. Ồ, con này nó bị điếc à? Có mà mẹ hét điếc tai thì có. Đi tìm nó, tao phải xem nó làm cái gì mới được. À, đi tìm. Các người. Tâm mà, ngươi đã biết quá nhiều chuyện rồi đấy Tâm à. Nếu như kế hoạch này thành công thì cả vương quốc này rồi sẽ thuộc về tay chúng ta. Vậy là ta sẽ có một chỗ đứng ở vương quốc này. Tất nhiên rồi. Ở đâu được. Cả vương quốc trong nước này mà nghe lời chúng ta. Sẽ không bao giờ thành công được đâu. Chắc chưa. Vậy thì ngươi hãy làm vật thí nghiệm của ta đi. Uống đi. Uống hết. Tốt lắm. Mau uống đi Tâm. Đầu của ta. Nghe cho rõ đây. Bây giờ ngươi không còn là Tâm nữa, mà là tay sai. Cần giết về đây cho ta. Chọn cuối cùng chúng ta đã thành công rồi. Cả cái vương quốc này sớm muộn cũng về tay chúng ta. Tâm. Chị Tám ơi. Chị đâu rồi? Chị Tám ơi. Tâm ơi. Chị Tám. Mẹ, chị Tám để lại con gấu nè. Cứ vứt linh tinh, hồi nãy xin không cho. Nó đâu nhờ? Không biết. Cái gì vậy Cám? Vết cào còn rất là mới, rất là bé. Hay là của con Tám? Có lẽ nào nó trèo lên hái xoài. Có gì đâu mẹ ơi.
cây này còn chả có quả nữa là mẹ phân tích thế là sai rồi. Vết cào này chắc chắn là của chị Tám. Cả cái vết lê chân kia chắc chắn là dấu chân tạo nên lúc mà chị Tám đang vung vẩy khi bị thú dữ lôi đi. Sau đó nó ngoạm 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 chị Tám. Nút ực. Dời ơi, giả màn thế cơ à? Kinh chưa? Không phải thú dữ đâu, không phải thú dữ đâu. Con gấu của chị Tám nói được nè mẹ. Chị Tám bị người đỏ lẹt lôi đi rồi, không phải thú dữ nào đâu. Lính đỏ, tay sai búp bê. Mẹ báo hoàng thượng, con này được phép. Cái giỏ năm cánh trắng của mình mà điêu giá thì phải vài ba nghìn lượng chứ đừng đùa à. Ô, giờ này còn tâm trạng Lan với Điệp à? Mẹ. Ờ. Nói đi. Này, mẹ nhẹ cái tay thôi. Này, thế cái này quan trọng hơn hay vợ mẹ quan trọng hơn? Vợ con làm sao? Nó bị bắt cóc rồi đấy. Để lại con gấu nè. Hả? Đứa nào to gan dám bắt vợ con? Con búp bê đây. Búp bê, búp bê. Nó bắt đây. Búp bê á? Không xong rồi. Đi với con, mau. Ồ, ui, ui, ui. Ồ, nắng thật đó nàng à. Tiếp nóng quá trời à. À, đúng rồi, Tiếp có một món quà. Quà gì vậy Tấm? Chàng ngồi đợi ta chút nha, ta đi về lấy. Nhanh nha. Không biết Tấm có món quà gì nữa, hồi hộp quá. Món quà à? Các ngươi giải ta. Để ta giúp ngươi nhé Tấm. Sao Tấm lâu thật đấy? Hello tên tên. Wow, đây là gì đây? Cô là ai? Sao lại có hai Tấm? Cô là ai? Tại sao lại giả danh ta? Tấm, ai là thật ai là giả? Ta mới là thật, cô là đồ nói dối. Sao cô lại giả danh ta? Ta đã làm gì cô chứ? Hoàng thượng, chàng phải tin thiết, ta là đồ giả. Không, ta là thật mà. Chàng hãy tin lời ta. Cô đừng có mà ngập báo phun người, đồ nói điêu. Ta không nói điêu. Tấm, ta phải làm sao bây giờ? Hãy cho ta gợi ý để nhận ra nàng đi. Không. Đúng rồi, ta có cách, chàng sẽ nhận ra ta. Triệu hồi Bobby. Đồ dối trá. Tấm, nàng phải cẩn thận đó. Ngươi là ai? Tại sao lại giả danh ta? Đi không đổi tên, về không đổi họ. Ta xin tự giới thiệu, Mommy Lawless. Ngươi sẽ phải chết. Lá chắn. Mommy Lawless, nhưng mà ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại đối xử với bọn ta như vậy? Nhân tâm chết thì ngươi phải chết. Hả? Mommy Lawless. Cam, tỉnh lại đi em. Cam, đó chính là em Cam đây Tấm. Tức là một thằng cách biệt. Anh Hoàng, người dám. Cam, tỉnh lại đi. Có nghe thấy chị gọi không? Chị Tấm đây mà. Các người em không nhớ mẹ ghẻ sao? Tỉnh đi Cam, tỉnh lại. Đây là đâu vậy? Ai gọi nhờ? Mẹ ơi! Mẹ! Thả ta ra! Thả ra! Chị Tâm gọi! Thả ra! Thả tao ra mau lên! Thả tao ra! Hãy xem sức mạnh của Cam đây! Chị Tâm! Anh Hoàng! Cam, mau về trị thương nào. Chị Tâm, anh Hoàng, sao em lại biến thành hình thù gì mà xấu thế này? Em đẹp gần chết mà biến như vậy. Sao hóa kỳ cục vậy? Mẹ em đâu? Em không biết đâu. Trả mẹ cho em. Cái này phải hỏi em mới đúng. Em sao?
chọn nha. Đầu ông mẹ ghẻ sao? Thả tao ra, thả tao ra con kia, mày muốn chết à hả? Im mồm lại. Ý, im mồm lại rồi ngươi sẽ được đoàn tụ với gia đình ngươi thôi. Em biết rồi, nhưng em muốn để ta xem mommy Lawless của ta làm việc đến đâu rồi. Làm trò gì vậy này? Kế hoạch của ta cứ thế đổ nát sao? Bà kia, định chạy đi đâu? Em không dám. Ngươi nghĩ thoát khỏi bọn ta mà dễ sao? Bobby, Lawless, sao tự dưng ngươi lại phản chủ vậy chứ? Cứu, cứu, cứu mẹ con ơi, nó định giết mẹ. Dám lợi dụng ta, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo. Các người bước thêm một bước nữa, ta sẽ giết chết mẹ ghé. Cảm ơn, cứu mẹ ơi, cụ tổ nhà báo không độ nữa rồi. Hãy thấy may mắn vì chết dưới tay ta đi. Phải làm sao bây giờ hả mommy Lawless? Chị cứ để em. Thả mẹ ghé ra, ngươi nghĩ với sức của mình có thể đánh bại hai bọn ta sao? Này, không được, không được làm hại mẹ ghé. Bình tĩnh, mọi chuyện có thể giải quyết. Khinh thường ta sao? Hãy để thuật phân thân rời khỏi xác, trừng trị. Vậy sao? Tại sao ngươi có thể thấy ta? Là ta tạo ra ngươi, thì làm sao ta không biết những phép thuật của ngươi chứ? Hôm nay ta sẽ cho ngươi tan biến luôn. Đầu mày ấy, chính mày lôi tao tới đây đấy. Về nhà chết với tao, cởi trói cho mẹ nhanh lên. Sao mày? Hỏng hết bộ móng mới làm rồi. Biết rồi. Đi về. Không còn thời gian để cười đùa đâu. Mau đi về, ở đây rất nguy hiểm. Mày hả? Mày đi về đi rồi biết tay mẹ nhát cam. Con có làm đâu, bố mẹ điều khiển con mà. Đâu? Hôm qua ăn nhìn mặt mày á, tao càng đói hơn. Đói thì liên quan gì mà nói. Ui. Này. Hả? Cái đùi gà này của ai nhỉ? Không biết. Hay là mình cứ ăn thử đi, nhiều khi nó có độc bên trong. Ui. Này. Ở đây nó không phong thủy, đi ra chỗ khác ăn đi. Đi. Không được, sắp tới rồi. Này. Nhưng nghĩ ở đây an toàn đấy, Dương xin phép làm miếng trước nha. Đầu bụng lúc thế chứ. Này, ở đây cầm canh chừng cho dưỡng cho. Về đi giải quyết cây. Còn lâu mới dậy. Ôi giời, ngon hết nước chấm. Không đi không. Này cái con kia, việc của mày là trong đùi gà, để Dượng đi giải quyết nỗi buồn cái nào. Ui dồi, ui, tao đã bảo mày. Dượng đi đâu mà lâu thế nhỉ? Không ra ăn hết cái đùi gà. Suốt ngày bị đau dạ dày, khổ thật ấy. Đùi gà, đùi gà của chủ nhân đâu? Sao còn mấy miếng vụn thế này? Ui, sao ngon thế? Đùi gà của ta. Này, chủ nhân thì dám ăn đùi gà của ta. Không phải đâu, em có ăn đâu ạ. Chính mắt tao nhìn thấy, mày liếm cái đĩa này cơ mà. Xương gà. Ngon thật ấy. Wow. Lại đùi gà. Ha ha ha.
ngươi dám ném xương vào mặt ta. Em có ăn đùi gà đâu, cả ngày nay chưa ăn gì cả. Tại cái xương nó tự mọc cánh nó bay vào mặt chị. Chị tha cho em, em hứa lần sau em không dám vậy nữa đâu. Giờ mà mình bắt con cám để tống tiền hoàn thượng với mình thì mình có thật nhiều tiền để mua đùi gà. Tại sao lại là con gấu này? Còn cám, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ông đồ ngu, đi. Lại giận cá chém thớt rồi. Nàng mà thấy một con mồi nào, nàng bảo ta, ta vươn cung bắn ông. Nhất trí. Chàng cứ tin ở ta, với con mắt tinh tường này, hẳn nào chả nhìn thấy. Hey. Đôi vậy. Tiêu diệt nó. Cho. Chiu. Thu hoạch thôi. Kia kìa, nó nằm ở kia. Cái gì đây? Tấm, đây là Dương mà. Sao Dương lại nằm đây nhỉ? Dương, Dương ơi, Dương ơi, Dương, Dương ơi, tỉnh lại đi. Gần đây, ta nghe nói dân chúng cũng mất nhiều của cải lắm đấy. Hả? Mất của cải à? Ui. Ủa gì vậy? Ui, đâu rồi? Thôi, chết rồi. Vàng bạc của Dương đã mất tiêu hết rồi. Đâu rồi? Theo kinh nghiệm lừa đảo lâu năm của em. Chắc chắn là có vấn đề. Vấn đề gì? Tìm vàng cho tao đi. Ma ơi, mày đừng nhắm đến tao nha. Này, tao đã sợ ma rồi. Chúng mày cho tao ra đây làm gì? Quá, con ma, đừng ra đây. Ôi trời ơi, Dương mạnh mẽ lên xem nào. Bọn con ở đây cơ mà. Dương không phải lo, có ma cả ba cùng chạy. Đúng rồi, yên tâm đi. Đừng lại gần tao, tránh xa tao ra. Con mồi đây rồi. Con ma này, tao không sợ mày đâu. Có giỏi thì mày ra đây nha. Tao sẽ gọi tao à. Ôi trời ơi. Để em lên. Khoan, mình phải xem tình hình thế nào đã. Ý dạy Dưỡng ơi. Chạy đi, cô ma. Ôi trời ơi, ma, ma, ma. Trời ơi, bạn, nhiều bạn quá. Biết ngay mà. Hóa ra là giả thần giả quỷ. Giống lừa đảo gặp nhau tinh lắm. Giống lừa đảo gặp nhau tinh lắm. Cứ cái đà này, mình sẽ giàu to. Mình sẽ chuyển sang Dubai sinh sống. Khát nước thế nhỉ. Há một suốt, khô hết cả họng. Nước cây. Tiên sư cái lão kia, dám cho tao uống nước tiểu à? Có vàng rồi đấy nha. Đây rồi, thỏi này bán cũng được vài tỏi. Hóa ra là bằng giả. Cái tên khốn kia, dám lừa ta nha. Mày lừa này. Cái gì đây, chưa thả ta ra. Mày hả, lừa đảo đánh lên. Giả mà, giả quỷ hả. Ây dù, thả ta ra. Các người mà đánh nữa, các người sẽ phải trả giá đấy. Mày đứng lên cho ta. Mày là ai đấy? Lừa lọc này. Cái thằng lừa đảo này. Cái tên điêu dân này. Tại sao ngươi dám giả thần giả quỷ để cướp bóc dân chúng hả? Đúng rồi, mau nói đi. Không cần hỏi nó tại sao. Mày đi về đi, tao xử lý. Anh chỉ về nhà đi. Riêng cái thằng lừa đảo này bây giờ. Đâu qua, thả ta ra. Bực mình thật đấy. Ma, ma. Ôi dồi, này búp bê. Ở kia có ma đây. Đi về đi, về đi. Ma. Dữ ơi, ban ngày ban mặt làm gì có ma. Đi, vâng chủ nhân. Ma! Mày cứ nghe theo chuyện lừa đảo là biết chơi.
Đi thôi, lượm vàng, lượm vàng. Đây rồi. Cho mày một thỏi, em sẽ đi lừa tiếp. Đồng xanh gió dù em và bay nâng bước chân em về. Dù khi có anh bên em, đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì? Ngứa mắt thật ấy. Việc cho hẳn hoi vào đây. Vâng. Hey Slow, em chào chị. Chị nuôi hai con chó nhìn xấu thế. Chị nuôi hai con chó nhìn xấu thế. Chó à? Đây, chiếc dừng lại. Mày cũng to gan nhỉ? Dám đến đây không sợ nó cắn à? Úi giời, hai con chó cứ bình tĩnh. Chị ơi, bạn thôi. Đây. Ý cô là sao? Hiểu chưa? Giải phóng cái bộ não ra đi. Được thôi. Đây. Đó. Cô yên tâm, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi. Được thế thì làm nhanh đi. Chà. 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 Là cô ta. Chà. Thú cưng qua đâu ra thế này? Đáng yêu quá. Này hai cưng, giờ trộm chó đi Exeter nhiều lắm, không cẩn thận là nó thông cổ đem về đấy. Thôi đi về đi. Đi đi. Dám. Ôi trời, hay quá, lại biết thổi ra lửa nữa cả. Thổi ra đi. Đã bảo về không chịu về. Thả ta ra. Im. Ai cho ngươi nói hả? Ngươi làm gì đây? Vẫn không bỏ ta ra. Xuống. Xuống. Lại còn chạy của hả? Bọn này sao lâu về thế rồi? Sao lâu thế nhỉ? Này, có mỗi đứa con gái chân yếu tay mềm, mà hai cái con chó mặt lợn kia mãi vẫn chưa xong hãy. Lính đỏ, lính đỏ, lính đỏ. Đây đây đây, em đây. Chủ nhân gọi gì đấy ạ? À? Các người mau đi xem tình hình như thế nào rồi, chứ ta sốt ruột lắm. Lần này á phải để tao đi cùng, chứ tao không tin tưởng chúng mày đâu. Lương lắm. Bây giờ làm gì với tao? Nhắn lên không tao đòi tiền lại bây giờ. Đấy, nó phải thế chứ. Đây, nhìn cho kỹ đây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mang về cho ta cái tên. Cô ta, bắt cô ta. Đi về. Nhanh nhanh nhanh. Rồi, được lắm. Ngoan, cứ ngừng ngoan. Chạy tiếp đi. Đi nào. Trời ơi, hai cái thằng đầu đất này. Mày khiến tao kiểu gì đấy? Kìa. Đây nữa này. Nó kìa rồi. Thả tao xuống, thả tao xuống. Ui. Trời ơi, sợ hết rồi. Đây, tại cô bảo tôi thả xuống thì tôi chả thả. Thế tao bảo mày ăn mứt thì mày cũng ăn à? Thằng này, đứng đây làm gì? Vâng, vâng, vâng. Lên, dạ. Lên đi, đừng để tao nóng. Nào, bên đây này. Này, dừng lại. Chủ nhân bảo chúng mày đi bắt nó, hay là chúng mày đi chơi với nó, hả? Hai thú cưng của ta, đi tiêu diệt chúng nó, cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Nhanh lên. Chúng mày đừng thả chủ à. Mày không kém gì tao, nhắm cho chuẩn vào. Đúng rồi, tiến lên, tiêu diệt chúng. Trời ơi, một lũ vừa ngu vừa ăn hại. Cút hết đi, tao chóng mắt xem hai đứa mày làm được gì. Hai đứa phản chủ này, hôm nay tao phải thay chủ nhân dạy dỗ các ngươi.
về, ta phải dạy lại chúng mày mới được. Đi, nhanh lên. Đi về. Đâu đâu? Đi về, nhanh lên. Trời ơi, hết rồi, mất hết rồi. Sao lâu thế nhỉ? Đây. Hết rồi, chết hết rồi, hỏng hết rồi. Ngươi lảm nhảm cái gì vậy hả? Sao lại cầm mặt nạ lính của ta? Cầm cái đầu mày ấy. Mấy thằng lính của mày á bị hai con chó mày nuôi nướng chín hết rồi. Tao á là tao đem về cho mày làm kỷ niệm đấy. Thú cưng của ta. Quỷ trời ơi, mày phải xem xét lại đi. Không á là mày trả tiền lại cho tao đi. Tao đã... Ngươi có im mồm không? Ta nướng nốt ngươi bây giờ. Vâng, em không nói gì đâu mà. Con mặt giặt kia, mày làm ăn không có uy tín. Mày trả tiền cho tao, tao ngồi đây ăn vạ cho mày điếc tai luôn. Nghiêm. Quái chào, quái chào, chào, quái chào à? Được đấy. Thế gặp người bị hại thì phải như thế nào? Thì phải ra tay giúp đỡ họ. Được, được. Khóa huấn luyện đã thành công. Giờ các người có thể trở về nhà rồi đấy. Tuân lệnh chủ nhân. Hẹn ngày gặp lại. Bye bye. Bye bye. Thế là mình đã làm được việc tốt. Đợi đến ngày cưới mình sẽ mặc. Đi chơi thôi. Tiền thì mất, tật thì mang, chả được cái tích sự gì. Bộ này đẹp đấy. Xin nha. Ý trời, quá đẹp luôn. Cái này đáng ra phải là của mình ngay từ đầu. Mày ơi, bây giờ chúng ta là người tốt rồi, không được đi hãm hại người khác nữa đâu. Nói chuẩn. Hai con súc vật này dám phản bội ta sao? Có tin ta giết các ngươi không hả? Người xấu, chúng ta phải tiêu diệt. Các ngươi ăn gan hung ma, tại sao ta không dám chứ? Tại sao các ngươi lại thay đổi nhanh như vậy? Mau cút đi, đừng phản bội. Bởi vì làm người tốt thích hơn. Vậy thì giải thoát cho nhau đi. Áo trắng đó. Úi trời ơi, tiên sư đứa nào bắn con ông tên nào thế? Đứng lại. Là tao đây mà, sao chúng mày lại đuổi tao? Đứng lại cho ta. Mấy khứa này không thấy mặt tao quen à, mày lại đuổi mãi thế. Đứng lại cho ta. Sư cha đứa nào quăng miếng bánh mì vào tao, ông mà biết à? Tên kia dám ném bánh mì vào đầu của đệ. Lên đi. Cứ tê phép. Thôi xong rồi. Đây, chúng mày từ đâu chui ra đây? Tại sao người dám ném bánh mì vào đầu của ta hả? Thì sao? Mày muốn như nào? Mày tưởng tao sợ mày á? Mày ngon mày vào đây. Tên này mạnh mồm quá đại ca. Lên. Lên. Cố đây. Sao tiếng nói lại không xi nhê gì thế này? Mày mình đồng da sắt à? Nóng quá, nóng quá. Ôi trời ơi, ông bơ giờ tôi rồi. Vậy thì tìm cứu viện mới được. Anh với chả bóng đã không biết đá rồi còn thích đuốc cơ. Kệ ta. Không á, giờ thì dân lại đi lại như thế này nè. Đáng chị ơi, sao anh kia vẫn còn ở đây được? Mau đi cứu ông bô nhà em, không ông bô đắp đất nhanh lắm. Chuyện là sao? Em nói rõ xem nào. Có hai con quái vật cắn cổ dưỡng rồi. Hả? Đi nhanh lên, không còn kịp nữa. Ơ kìa, đợi ta. Nhanh lên. Dưỡng đã biến thành quái vật rồi. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào để đối phó họ? Tâm, nàng đi đâu đây? Cam, Cam, chạy đi, đừng bỏ chạy ta. Bỏ anh à? Này, các người đừng lại gần ta. Các anh đừng bắt nạt người tàn tật nha. Em chạy đây. Đừng lại cho ta. Đừng đuổi theo ta nữa. Cam ơi.
em đứng yên đi, không bị phát hiện. Các người đâu rồi? Bên này, bên này. Đây, em đã bảo anh đừng cứ vào đây làm gì, đi chết chùm mà. Chỗ của em uy tín đấy. Chứ còn sao nữa, em mà liền phúc. Cam ơi, chạy đi. Đợi anh, đợi em ơi. Cam, bắt lấy chú. Dìu anh với Cám ơi. Chú không đuổi theo nữa đâu. Em khẳng định em với giác quan thứ 6. Wow. Chú không đuổi theo nữa đâu. Em khẳng định vì em với giác quan thứ 6. Các người nghĩ chuyện thân không làm mà dễ sao? Anh Hoàng, Cám, đánh lại chúng đi. Em ở đây cổ vũ. Ta sẽ băm các người ra thành trăm mảnh. Tâm, mọi người chạy đi, chỗ này Tâm lo. Chị cũng nhanh lên. No. Vậy này cũng được nha. Ok, đợi anh. Người dám cản đường ta sao? Tại sao ta không dám chứ? À đây, xem đi. Không biết Tâm có chống lại bọn chúng không? Anh lo quá. Anh lo thì lên mà cướp đi. Người bọn chết đi. Tâm, đi lên đi. Tâm, nàng có làm sao không? Tình cảm gớm gì, ta cho các người chết chung luôn. Tâm, anh Hoàng, đây ai bảo lên đấy làm gì, giờ chết có đôi có cặp rồi. Anh Hoàng, đồ độc ác, hôm nay ta sẽ liều chết với các ngươi. Chân yếu tay mềm thế này sao đánh bại được bọn ta? Chân yếu tay mềm thì sao, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Dừng tay lại. Các ngươi lộng hành như vậy là đủ lắm rồi. Tiên nữ, không xong rồi, chạy đi. Đợi em ơi. Hai con nghiệt súc kia, mau quay lại đây. Nhanh lên. Tiên nữ, hai con nghiệt súc này, mau theo ta về. Tôi không muốn về đâu, bị trói đau lắm. Đừng có nhiều lời. Đây là hai con thú cưng của ta đã nhốt 20 năm. Không may nó sổng chuồng, xuống hạ giới để làm loạn. Này, tại sao mày lại thả hai con súc sinh này đến hãm hại gia đình tao? Hay là mày có định kiến với tao hay vậy? Cô, cho ta xin lỗi. Này, thế bây giờ đánh người là xin lỗi được à? Mày còn không mau để cho chị tao, anh tao với lại ông già tao sống lại à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Được rồi, ta sẽ trả lại sinh mạng cho gia đình cô. Đây, bố tao đây. Dựng tỉnh rồi. Anh Hoàng. Hả? Anh Hoàng. Chẳng có sao không? Trời ơi, dậy đi. Tao vừa làm gì mà nằm đây đây. Xin lỗi các người vì sự cố này. Bọn ta đi đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Họ là ai? Đây có kẻ cho nghe. Đi về. Về nàng ơi. Con quát mình với con nó. Anh Hoàng cẩn thận. Là ai vậy? Gì mà suốt ngày ngủ như con lợn ấy. Đã đi. Chị sẽ cho biết thế nào là lễ độ. À, chua thế. Chua quá chị ơi. Chị cho em ăn đi. Hai đứa kia mau lên đây. Diêm Vương muốn gặp. Diêm Vương gọi. Dạ. Diêm Vương có gì sai bảo ạ? Côi Hằng, ta sẽ tạo điều kiện cho hai người trở về cung trăng, nhưng với một điều kiện, các người phải làm được một việc tốt trong mùa trung thu này, nghe rõ chưa? Thật sao Diêm Vương? Đúng vậy. Thế là ta sắp trở về làm chị Hằng trong tuổi thơ của các bạn nhỏ rồi. Trở về cung trăng. Dạ, cảm ơn Diêm Vương ạ. Đi thôi. Cảm ơn Diêm Vương. Chúc các người may mắn. Đây, để em cho chị xem dưới trần gian này nha. Tết trung thu rước đèn đi chơi, em đèn đi cầm
lồ đó là con gì đấy? Ui, đấy là con lân đấy. À, nhìn vui em nha. Nhìn như con chó con nha. Gì á, bây giờ mình cũng trở về cung trăng ha. Em trước đêm đi khắp hồ. Tâm ơi. Nhân ơi, mùa trung thu em vui thật. Vui á, bố cho bánh đây, ăn đi. Đây, lát nữa nhường cho con cái bánh trung thu. Rồi, mày cứ lấy tự nhiên. Trung thu là Tết thiếu nhi mà sao người lớn lại đi chơi nhiều. Năm nay ta phải có một cái Tết Trung thu đáng nhớ. Vậy thì các ngươi đừng hòng. Chúc mọi người có một bữa ăn ngon miệng nha. Đây này, ăn đi con. Ăn đi con nói. Ta sẽ phá các ngươi. Vui quá đi. Lân ơi, nhảy lên đi. Ôi thằng, dựng làm sao đấy? Trời ơi. Ôi, tiên sư đứa nào nghịch ngầm thế không biết. Đừng để tao bắt được em chưa, cái đồ quỷ. Mọi người ơi, mọi người, đã đến khung giờ vàng rồi, chúng ta hãy phá cổ thôi. Phá cổ. Ê, từ, ta xin giới thiệu với mọi người, hôm nay sẽ dành cho mọi người một món quà đặc biệt. Quà? Mở luôn đi chứ, mong lắm rồi. Mở đi. Hãy xem đi. Tinh. Ngoạc nhiên chưa? Lần đầu tiên tôi thấy cái bánh trung thu đẹp như này. Bánh trung thu á? Chia ra đi. Con cũng đói. Con là con dưỡng hi như nào? Hiểu nhá. Hi như nào? Hiểu nhá. Này. Thôi được rồi. Nhưng mà tao quên cầm dao. Ở đây đợi nha. Không đứa nào được ăn. Nhanh lên nha. Bé sẽ ăn ít thôi. Này Lân ơi, đợi một xíu ta cho ăn nha. Chắc là đói lắm rồi đúng không? Hiền Bóng ơi. Hả? Tí á. Mồm chỉ to như này, ăn ít thôi nhé. Để phần người khác nữa. Chứ một mình chị khả năng là khập ngàn cái chưa đủ đâu. Ngoan quá cơ. Ta cũng muốn lùi một con lợn giống như vậy. Cứ ở đấy mà cãi nhau đi. Ta sẽ cho các người biết đây. Ớt này cay nhất thế giới đấy. Chúc các người có một bữa ăn ngon miệng nhé. Sắp được ăn rồi, đợi chút nha. Đây rồi, đây rồi. Ở đây có 5 người, nhưng mà ta sẽ chia 6 phần cho chẳng. 5 người chia 6 phần là như thế nào Lân nhỉ? To tạo ngồi. Mình phải ăn 3 miếng. Có đồ ăn rồi. Rượu của bố. Đây. Của em anh ơi. Của em cái này. Cứ ăn đi, ăn thoải mái. Dừng ơi, dừng. Nào con ơi, đừng bỏ dưỡng mà. Dậy, dậy lên. Dậy đi. Dậy đi. Nhanh lên.